video mới đang ở trên đường Huỳnh Văn Bánh và Trần Hưng Điệu. Đi mình Huỳnh Văn Bánh tiếp hả?
từ khu Nhượng rồi. Chạy qua cái bán bắp cải này. Phải gần dừng lại mua. Tết là bán đồ cho em. Còn kho Việt Nam xuất khẩu. Đầm, jean, áo thun. Hành trình hôm nay ở đây.
Rồi, hẹn gặp lại quý khán giả ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.